các bạn có cái thang là key, key phía trước là bộ mộc gỗ cây cối, phía sau là nó mượn âm thanh của từ ti, ti là em trai. Vậy thì cái thang làm từ gỗ và làm cho đứa em trai chơi, kết hợp lại các bạn được từ ti cái thang. Vậy cái thang máy thì cái thang máy là cái thang người ta dùng điện ha, chúng ta được từ tiền thi là thang máy. Vậy cầu thang bộ, cầu thang bình thường á, các bạn sẽ dùng là lộ thi là cái cầu thang mà các bạn đi lên lầu, lộ thi. Vậy cửa thang máy các bạn dùng tiền thi mẫn khẩu, tiền thi mẫn khẩu. Và các bạn nhớ từ mẫn khẩu không? Giống như ở trước cổng trường, trước cửa trường đó, các bạn dùng xuế xa mẫn khẩu. À vậy thì các bạn dùng từ mẫn khẩu ở sau cái danh từ đó ha. Vậy cửa thang máy tiền thi mẫn khẩu. Quẩy xiu nghĩa là sửa chữa. Từ quẩy nghĩa hán việt là duy, bạn nào tên duy nè có thể dùng luôn cái từ quẩy này, hoặc trong nghĩa duy trì nè, duy nhất. Vậy thì phía trước là bộ mà sợi tơ nhỏ, bộ truy chim đuôi ngắn. Vậy sợi tơ nhỏ của con chim đuôi ngắn thì nó là duy nhất, hoặc các bạn có thể nói người họ duy á, thì họ thích dùng sợi tơ nhỏ để trói bộ con chim đuôi ngắn lại. Thì các bạn dùng cách nào cũng được. Vậy các bạn được từ quẩy nghĩa là duy, trong duy trì duy nhất họ duy. Siêu nghĩa Hán Việt là tu, trong tu luyện tu sửa. Và hôm nay chúng ta sẽ học với nghĩa là sửa chữa, như các bạn sửa xe sửa nhà ha, các bạn có thể dùng từ siêu. Phía trước là bộ nhân đứng nghĩa là người, các bạn thêm một nét sổ phía sau nữa. Rồi không, bộ trĩ để ở phía sau, bộ sam lông tóc dài. Vậy thì cái việc mà tu sửa sửa chữa thì các bạn hãy tìm người, và người đó ngay thẳng tí ha, tìm người ngay thẳng đến ở phía sau và người đó có lông tóc dài để mà sửa chữa giúp mình ha. Kết hợp lại các bạn được từ siêu. Vậy sửa chữa quẩy siêu, quẩy siêu. Vậy thang máy sửa chữa mời đi cầu thang, tiền thi quẩy siêu chính dầu lầu thi, tiền thi quẩy siêu chính dầu lầu thi. Cái thang máy á, thì đang sửa chữa, mời là đi bằng lối cầu thang, lối thang bộ ha. Lầu chê, chê nó là phó từ, các bạn có thể dịch với nghĩa là nhưng lại mà lại, biểu đạt sự chuyển ý. Chẳng hạn, cái này tuy không mắc nhưng chất lượng lại vô cùng tốt. Nhìn vào đây các bạn thấy mẫu câu suy rãn tàn sư, tuy nhưng suy rãn tàn sư. Vậy cơ bản các bạn có thể dùng chơ cỡ suy rãn bù quệ tàn sư chư liàng thưa bỉa hảo. Cái này tuy là không mắc nhưng chất lượng vô cùng tốt. Đã đủ ý rồi. Tuy nhiên các bạn cũng có thể thêm phó từ chê để biểu đạt sự chuyển ý ha. Chất lượng lại vô cùng tốt. Chơ cỡ suy rãn bù quệ tàn sư chư liàng chê thưa bỉa hảo. 这个虽然不贵，但是质量却特别好. Anh ấy tuy không học qua đại học nhưng lại đọc qua rất nhiều sách. Tương tự như vậy các bạn có tuy nhưng suy rãn tàn sự. Vậy thì ở đây mình cũng có thể thêm cái phó từ chuyện, nhưng lại các bạn dùng chuyện. Tha suy rãn mấy sang của ta sẽ, tàn sự chuyện khan qua hẳn đô su. Tha suy rãn mấy sang qua ta sẽ, tàn sự chuyện khan qua hẳn đô su. Ở đây các bạn có chuyện cũng được mà không có chuyện cũng được. Nếu có thì các bạn thấy nó sẽ hay hơn tí, ngữ khí nó hay hơn tí các bạn ha. Đặt thùng xuống, lúc cần lấy chìa khóa ra mở cửa thì ở đây các bạn có cái thùng là xăng xử nè, phang xa xăng xử. Yào nà chu, yào shi kai mẫn ta sự hậu. Mẫu câu này hôm trước các bạn dịch rồi đúng không nào? Vậy thì lúc là một cái gì đó, các bạn bê hết cái này đưa lên tới trước. Ta sự hậu. Phang xa xiang zi, yào nà chu, yào shi kai mẫn ta sự hậu. Chưa phát hiện, yào shi bù qiàn lờ. Lại phát hiện, lại không thấy chìa khóa nữa, chìa khóa không thấy nữa. Vậy thì biểu đạt sự chuyển ý ở đây các bạn dùng phá từ chưa, chưa phát hiện,
钥匙不见了，找了半天也没有找到，tìm cả ngày rồi cũng tìm không thấy. Vậy thì trảo tàu ở đây các bạn có bổ ngữ kết quả thi phủ định, các bạn dùng mấy trảo tàu hoặc là mấy dỗ trảo tàu. Vậy cả hai câu này các bạn có phang xia xiang zi yào na chu yào shi kai mèn de shi hou chue fa xian yào shi bu jian le zhao le ban tian ye mei you zhao dao. Hu ran, hu ran, đây là phó từ biểu đạt bỗng nhiên, đột nhiên, sực vân vân. Đối với từ hu cũng rất là dễ. Phía trên này các bạn có đây là âm vật, nghĩa là chớ đừng. Và phía dưới các bạn có thêm bộ tâm là trái tim. Trời tư rãn, rãn nghĩa Hán Việt là nhiên, trong tự nhiên, đương nhiên. Và các bạn đã gặp như trong từ tan rãn. À, tan rãn, đương nhiên rồi. Tan rãn là tan rãn, cứ hỏi là rãn khô nghĩa là sau đó ha. Vậy thì kết hợp là các bạn được từ khu rãn, nghĩa là đột nhiên, bỗng nhiên, sực, nó là phó từ. Vậy mình bỗng nhiên nhớ ra rồi, mình sực nhớ ra rồi, các bạn dùng 我忽然想起来了. Ngoài ra các bạn có thêm cái động từ là cha. Cha nghĩa là cắm vào. À, các bạn cắm vào. Bị rú ở đây các bạn có hai cái từ cũng rất rất là hay ha. Cha thổ, đây là cái cha thổ, là cái đầu để các bạn cắm vào, thì các bạn được cái đầu cắm là cha thổ. Vậy cái mà ổ điện để chúng ta cắm vào các bạn có là cha zuo. Tuy, zhe ge shi cha zuo, zhe ge shi cha thổ. Hai cái này đều có cái phần phía trước á, là cái động từ cha nghĩa là cắm vào. Ừ. Chẳng hạn các bạn có chìa khóa vẫn còn đang cắm trên xe đạp ở dưới lầu. Vậy các bạn phân tích từ từ ha. Vẫn còn là khải, đúng không các bạn? À, vẫn còn duy trì cái gì đó, các bạn dùng từ khải để trạng ngữ chỉ nơi chốn ở dưới lầu, đưa lên tới trước nào. Khải xa lỗ xa, ở trên xe đạp, tự hành xe sang, và hiện tại nó vẫn còn đang cắm ở trên đó. Các bạn dùng động từ và trợ từ trơ, cha trợ. Yào shi hai zai lou xia zi xing che shang cha zhe ne. Yào shi hai zai lou xia zi xing che shang cha zhe ne. Bạn nhanh cắm cái đầu cắm vào cái ổ điện. À, các bạn có đầu cắm là cha thổ, cái ổ điện là cha zuo. Ni kuai ba cha thổ cha zai cha zuo shang. Ni kuai ba cha thổ cha zai cha zuo shang. Vậy thì ở đây cái từ bả các bạn chưa học tới á, các bạn có thể tạm dịch là để đem ha. Bạn nhanh đem cái đầu cắm cắm vào trên cái ổ điện. Hoặc là bạn nhanh rút cái đầu cắm ra. Cắm là cha, đúng không các bạn? Các bạn hình dung động tác này, cắm là cha. Vậy rút ra giống như các bạn nhổ cỏ nè, nhổ răng nè, rút chìa khóa, các bạn sẽ dùng động từ bả, bả chú lại. Nǐ huài bǎ cha tǒu bǎ chú lǎi. Nǐ huài bǎ cha tǒu bǎ chú lǎi. Khu xiào bù de, khu xiào bù de nghĩa là dở khóc dở cười, không biết là nên khóc hay là nên cười ha. Chẳng hạn như cái lúc đó mình thật sự là dở khóc dở cười, không biết phải làm sao luôn đó. Zhe shi wo zhen shi khu xiào bù de. Zhe shi wo zhen shi khu xiào bù de. Và ở cái phần bài tập hôm trước các bạn có mẫu câu rất là hay. Mình nghĩ không ít du học sinh nước ngoài đều sẽ gặp phải sự việc dở khóc dở cười này. Các bạn có gặp phải sự việc nào đó y to sợ mơ sợ mơ sự. Wǒ xiǎng bù shǎo wài guò liǔ xuè shēng dōu huì yù dào zhè zhǒng jiào rén kú xiào bù de de shì. Vậy cái sự việc mà nó khiến cho người ta dở khóc dở cười, các bạn dùng jiào rén kú xiào bù de, khiến cho người ta dở khóc dở cười. Vậy cái việc mà khiến cho người ta dở khóc dở cười, các bạn có jiào rén kú xiào bù de de shì. Wǒ xiǎng
不少外国留学生都会遇到这种叫人哭笑不得的事。要学好汉语发音是非常重要的。Muốn mà học tốt tiếng Hán thì phát âm là một phần rất là quan trọng. Ha, vậy thì các bạn có từ khu xiao bu tử, nghĩa là dở khóc, dở cười. Rồi, vậy thì chúng ta đã học xong từ vựng bài ngày hôm nay. Mời các bạn nghe hội thoại nha. R. Sáng chữ Thú Sư Chẳng 图书，进去，各种各样，各样，兴奋，书架，下来，抽，挑，选，小说。回去，除了，以外，于是，音像，这里，那里，根据，拍，和，下，学期。纸箱，纸，饭馆，谈，累，困，电梯，维修，修，楼梯，只好，提，不。钥匙，却，忽然，想起来，起来，插，拔，哭笑不得，专名，鲁迅，要，祝福。第九课，钥匙忘拔下来了。一课文。星期天，我和麦克一起骑车到图书城去买书。图书城离我们学校比较远，那天刮风，我们骑了一个多小时才骑到。图书城很大，里边有很多书店，每个书店我都想进去看看。我们从一个书店走出来，又走进另一个书店，看到书店里有各种各样的书，我很兴奋，从这个书架上拿下来一本看看，再放上去，又从另一个书架上抽出来一本看看。我挑了几本历史书，麦克选了一些中文小说。我们都想买一些书带回国去，因为中国的书比我们国家的便宜得多。除了买书以外，我还想买一些电影光盘。于是我们又走进一家音像书店。我问营业员，这里有没有根据鲁迅小说拍成的电影 DVD？ 他说有，我给你找。不一会儿，他拿过来几盒光盘对我说，这些都是根据鲁迅小说拍成的电影。我对麦克说，下学期我就要学习鲁迅的小说了，我想买回去看看。我和麦克买了《药》和《祝福》等，还买了不少新电影的光盘。
小姐见我们买的书和光盘太多，不好拿，就给我们俩一人找了一个小纸箱。我们买的书和光盘正好都能放进去。从图书城出来已经12点多了，我和麦克走进一个小饭馆去吃午饭。我们要了一盘饺子，几个菜和2瓶啤酒，吃得很舒服。吃完饭，我们就骑车回来了。回到学校，我又累又困，想赶快回到宿舍去洗个澡，休息休息。我从车上拿下小纸箱，走进楼来，看见电梯门口贴了张通知，电梯维修，请走楼梯。我住10层，没办法，只好爬上去。我手里提着一箱子书，一步一步地往上爬，爬了半天才爬到10层。到了门口，我放下箱子，要拿出钥匙开门的时候，却发现钥匙不见了，找了半天也没有找到。啊，我忽然想起来了，钥匙还在楼下自行车上插着呢，我忘了拔下来了。这时我真是哭笑不得。我刚要跑下楼去，就看见麦克也爬上来了，他手里拿的正是我的钥匙。Mời các bạn đọc hội thoại với mình. Đi chiều cơ, yào sư wang bà xe lại lạ. Xin chi thiên, wo hờ lơ lơ, y chỉ chí chơ đào thủ sư trần chư mải sư. Chủ nhật, mình với Mike cùng nhau đi đến siêu thị sách để mua sách. Thủ sư trần lý của mình xuyên xào bị giao yuẩn. Siêu thị sách cách trường học của bọn mình khá là xa. 那天刮风，我们骑了一个多小时才骑到。Ngày hôm đó có gió, bọn mình đạp xe hơn 1 tiếng đồng hồ mới tới. Thủ sư trường hẳn đà, lì miên yếu hẳn đô sư điện. Siêu thị sách rất lớn, bên trong có rất nhiều cửa hàng sách. Mỗi cửa sư điện, 我都想进去看看. Mỗi cửa hàng sách, mình đều muốn vào xem thử.我们从一个书店走出来，又走进另一个书店。我们 từ một cửa hàng bước ra lại bước vào một cửa hàng sách khác. 看到书店里有各种各样的书，我很兴奋。Nhìn thấy ở trong cửa hàng có đủ loại sách, mình rất là hào hứng. 从这个书架上拿下来一本看看。再放上去，又从另一个书架上收出来一本看看。Từ trên giá sách này lấy xuống một cuốn xem thử, rồi đặt lên lại từ trên giá sách khác rút ra một cuốn xem thử. 我挑了几本历史书，麦克选了一些中文小说。Mình đã chọn vài cuốn sách lịch sử, Mike đã chọn một vài cuốn sách tiểu thuyết tiếng Trung. 我们都想买一些书带回国去，因为中国的书比我们国家的便宜得多。Bọn mình đều muốn mua một ít sách mang về nước, bởi vì sách Trung Quốc thì nó rẻ hơn nhiều so với ở nước bọn mình. Trừ lo mãi sư ý ngoài,我还想买一些电影光盘。Ngoài mua sách ra, mình còn muốn mua một ít đĩa phim. 于是我们又走进一家音像书店。Do đó, bọn mình lại bước vào một cửa hàng bán sách đĩa. 我问营业员, mình hỏi nhân viên giao dịch, 这里有没有根据
鲁迅小说拍成的电影 DVD。 Mình hỏi nhân viên giao dịch, ở đây có cái đĩa phim mà dựa theo cả tiểu thuyết của Lỗ Tấn mà quay thành không? 他说有，我给你找。Cô ấy nói là có, tôi tìm cho bạn. 不一会儿，他拿过来几盒光盘，对我说，这些都是根据鲁迅小说拍成的电影。Một lát sau, không lâu sau, cô ấy cầm qua một vài cái hộp đĩa và nói với mình, những cái này đều là phim mà dựa theo tiểu thuyết của Lỗ Tấn người ta quay thành.Là những bộ phim quay từ dựa theo cái tiểu thuyết của Lỗ Tấn các bạn ha. 我对麦克说，下学期我就要学习鲁迅的小说了，我想买回去看看。Học kỳ tới mình sắp học cái tiểu thuyết của Lỗ Tấn rồi, mình muốn mua về xem thử, đọc thử. 我和麦克买了药和祝福等，还买了不少新电影的光盘。Mình và Mike đã mua cái tên là Yao và Tru Phú là thuốc và chúc phúc các bạn ha. Và những cái loại khác nữa. Còn mua được không ít cái đĩa phim mới. 小姐, 见我们买的书和光盘太多, 不好拿, 就给我们俩一个, 找了一个小纸箱。Chị gái thấy sách và đĩa mà bọn mình mua nhiều quá, không dễ cầm, liền lấy cho hai bọn mình mỗi người một cái hộp giấy nhỏ. Bọn mình mãi tờ su khử con thản, trân khó tô nửng phan chinh trị. Sách và đĩa bọn mình mua vừa hay đều có thể đặt vào trong được. Xuống thủ sư trận trở lại, y chinh sử ơ điểm tố lợ. Từ trong cái siêu thị sách bước ra thì đã hơn 12 giờ rồi. 我和麦克走进一个小饭馆去吃午饭。Mình và Mike thì bước vào một cái nhà ăn nhỏ, một cái quán nhỏ để ăn trưa. 我们要了一盘饺子, 几个菜和两瓶啤酒, 吃得很舒服。Bọn mình gọi một cái đĩa há cảo,vài cái món ăn và hai cái chai bia, ăn rất là thoải mái. 吃完饭我们就骑车回来了。Ăn cơm xong thì bọn mình lái xe trở về. 回到学校我又累又困。Trở về trường học mình vừa mệt vừa buồn ngủ, sáng cảnh khoai 回到学校去洗个澡休息休息。Mình muốn nhanh chóng về lại ký túc xá tắm một cái rồi nghỉ ngơi một lát.我从车上拿下小纸箱, mình từ trên xe thì cầm xuống cái thùng giấy nhỏ. 走进楼来, 看见电梯门口贴了张通知, 电梯维修, 请走楼梯. Bước vào trong lầu, nhìn thấy ở phía trước của thang máy dán một tờ thông báo. Cái thang máy đang sửa chữa, vui lòng đi thang bộ. 我住十层, 没办法,只好爬上去. Mình ở tầng 10, không còn cách nào khác, đành phải leo lên. 我手里提着一箱子书, 一步一步的往上爬. Trong tay của mình thì đang xách một cái thùng sách, từng bước mà trèo lên. 爬了半天才爬到十层, trèo cả ngày mới trèo lên được tầng 10.到了门口，我放下箱子，要拿出钥匙开门的时候，却发现钥匙不见了，找了半天也没有找到。Đến được cái cổng thì mình mới đặt cái túi xuống, cái thùng xuống. Lúc mà muốn lấy cái chìa khóa ra mở cửa thì lại phát hiện là cái chìa khóa không thấy nữa, tìm nửa ngày trời cũng không thấy.啊，我忽然想起来了，钥匙还在楼下自行车上插着呢，我忘了爬下来了。啊，mình sực nhớ ra rồi, cái chìa khóa vẫn còn đang cắm ở trên xe đạp ở dưới lầu, mình quên mất là lấy nó ra rồi. 这时我真是哭笑不得, lúc đó mình thật sự là dở khóc dở cười. 我刚要跑下楼去就看见麦克也爬上来了。
他手里拿的正是我的钥匙。Lúc mà mình vừa muốn chạy xuống dưới lầu thì nhìn thấy Mai cũng leo lên lầu rồi, và trong tay của anh ấy đang cầm chính là cái chìa khóa của mình. Vậy thì chúng ta đã học xong bài chính và hẹn các bạn phần sau ở video tiếp theo nha. Và bài học đến đây là hết rồi. Mình hy vọng video này hữu ích với các bạn. Nếu các bạn yêu thích, hãy nhấn nút like, subscribe đăng ký bên dưới để đón xem những video mới nhất của mình. Cảm ơn các bạn.